Đó. Ở đây là cháu ngoại Út. Còn ở đây. Đây là thằng con trai. Vô 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 con. Rồi đây đứa con trai. Con trai đang bệnh động kinh luôn. Mà mướn ai mướn mà gì hờn mấy. Bữa nay thất nghiệp luôn 5 7 ngày rồi. Ủa mà. Rồi đi con. Thì sẽ có nhà mới nha. Dạ. Mấy bác đang quy động để xây cho gia đình một căn nhà. À, nhỏ. Mua quần ông nội mua cho con bộ quần áo mới cho con nha. Mình đồng xây cho bé căn nhà nhỏ. Cho con căn nhà nha. Đó, con cả nhà con một thôi, nó cho đó, nó cho ngoại đó. Đây. Cho ngoại đi. Ngoại à. Cho ngoại cho. Cho ngoại nha. Ôi, ngoại mấy tấm lòng. Mấy tuổi rồi?